Nếu như em mà làm được á là anh sẽ bị phạt. Em mà làm được anh sẽ bị phạt, nhưng em muốn biết trước hình phạt để em có động lực. Em mà làm được thì giờ em muốn phạt anh gì, em muốn làm anh gì cũng được. Làm anh gì cũng được ạ. Ví dụ như anh em sợ chị Ngân lắm ý. Chị Ngân gì nữa, trời ơi trời ơi. Ủa, em lộn ý, em nhầm với chị Ngân nhà em ý. Cái con bé này thiệt tình. Dạ, mời anh. Đây, câu không có dấu. Mời em đọc. 5 4 Nhưng mà từ từ 3 Ôi, cái chương trình làm ôn ra câu nào khó khó dùng cái đi. Mất thời gian ấy, mất thời gian ấy. Ủa, cứ... Ai đây?